Con này cũng mới về các bác nha, con này mới về. Đấy. Đây là con Sansui Alpha 607 Extra. Hàng đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Báo giá luôn cho anh em tiện theo dõi là con Derby này cả bán vẫn 7 triệu. Như tuần trước cửa hàng đã bán cho một bác khách hàng ở Vụ Bản Nam Định đó. Con này là mới về. Đẹp xuất sắc luôn. 607 Extra. Alpha 607 Extra. Pre Power 250W trở kháng 416. CD Line Tape rất nhiều đường vào. Điện 100V 250W. Một con âm ly khi cả cắm điện nó đóng lè tách phát là nó sẽ chạy. Đấy là đặc trưng. Hai tụ lọc rất to các bác nha. Dòng này thì 8 sò than. 8 con sò than, hai tụ lọc to, nguồn khủng. Khi âm ly nó chạy, nó đóng lè tách cái là nó sẽ chạy. Dòng Sansui thì nó không đóng lè ngay đâu, nó phải có thời gian đấy. Sau khi đóng lè xong thì cái đèn này nó không nhấp nháy. Khi các bác chạy thì phải sáng cả nút này nha. Các bác có thể chạy đường line hoặc đường CD nhưng bắt buộc phải sáng nút này đấy. Và để hệ này direct sẽ không có tác dụng bắt chép. Cái này để giữa, cái này để giữa. Những cái này không được bấm nhá. Cái này cân loa giữa này, bắt chép này, tone anh em phải để sáng. Còn lao lướt anh em có thể bật hoặc không bật. Mặt gương, đây là dòng mặt gương. Xin báo giá lại cho anh em là giá 7 triệu. Giá rất tuyệt vời cho một con Omni đẹp và zin như thế này. Đẹp và zin. Có thể gọi là xuất sắc đấy các bác nha. Alpha 607 Extra. Đánh những đôi bát 30 không phải nghĩ luôn. Kể cả loa cổ bát 40. Thì dòng này nó là dòng khỏe.